Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ phối ghép rất là hay. Đầu tiên đó là đôi loa JBL và chiếc âm ly Maxitot. Đây là hai cái thương hiệu hàng đầu được sản xuất tại Mỹ. Loa JBL là 300 Summit này là một trong những cái model được các audiophile đánh giá là một trong những model huyền thoại của hãng. Từ khi ra đời và đến hiện tại bây giờ được rất nhiều các audiophile ưa chuộng. Và em đang ghép với chiếc âm ly đến từ Mỹ, đó là chiếc âm ly Maxitot MA8009. Đây cũng là một trong những cái thương hiệu hàng đầu được sản xuất tại Mỹ. Và bây giờ em sẽ đi quay máy lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Vâng, đầu tiên em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc âm ly Maxitot MA8009. Dòng âm ly Maxitot thì là luôn luôn là thiết kế là với cái dòng suất âm biến thế, chính giữa đây đó là cái nguồn chính và hai bên đó là suất âm biến thế, và dòng này là 200W trên một kênh từ 2 ohm đến 8 ohm đó. Rất là tuyệt vời. Chiếc âm ly này thì hàng còn nguyên thùng hộp đó. Hàng còn nguyên thùng hộp, tất cả là phụ kiện đi theo máy và zin nguyên bản tuyệt đối. Và đây là phía trước mặt của chiếc âm ly Maxitot MA8009 với cái thiết kế mặt kính và hai bên sử dụng hai chiếc đồng hồ VU. Và đây là cái chữ Maxitot luôn luôn sáng và rất nổi bật. Và bên tay trái em đây nó là cái đường input selector. Ở bên tay phải em nó là volume. Dòng âm ly Maxitot MA8009 này là có tích hợp cả những các đường USB hay là đường quang thì các bác có thể kết nối từ TV xuống. Và chính giữa có 5 cái núm chỉnh equalizer, chỉnh bass chung tép. Rất là tuyệt vời. Rất là đẹp luôn. Nói chung là những cái thương hiệu Maxitot thì hầu như các audiophile đều biết cái thương hiệu này. Và đây được gọi là một trong những cái model rất thành công của hãng. Và em đang ghép với đôi loa JBL L300 Summit Full Dynamico. Loa L300 Summit này thì với thiết kế là loa 3 đường tiếng và loa sử dụng một bát 40 màng giấy và gân mút. Dòng này rất là mềm và dễ đánh nhé. Rất là mềm dễ đánh. Và chính giữa và bên hông đây là sử dụng một lỗ thông hơi phía đằng trước. Các bác có những đôi loa có cái lỗ thông hơi đằng trước này các bác có thể kê sát tường được. Và dòng này sử dụng một họng kèn rất là to đó. Và bên trên đó là không thể quên nhắc đến cái chép kim cương 017 này. Đây là một trong những cái chép mà được rất nhiều anh em ưa chuộng. Đôi loa thì rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Và đôi loa này đang giao lưu với các bác là giá là 135 triệu. Ở đây, xem bên này. Và rất đẹp. Và bây giờ em sẽ test chất âm của bộ đôi sản phẩm này. Và xin mời các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của bộ đôi sản phẩm này. Trải mê ai chia nợ đến bao
Về ngang qua đường cũ, lá vẫn xanh nguyên màu, có đôi chùm hoa lạ chợt tim vì mong nhau. Về ngang qua quán cũ, nhạc vẫn vang trong chiều, lời ca như sóng vỗ cuốn lòng theo bay theo. Về ngang qua bên nào xa, về ngang qua phố cũ nhặt lòng theo gió mưa, ngẫm khi mình đứng đợi chụp đầu dưới hiên xưa. Về ngang qua trường cũ bông rừng thèm vu vơ, trái mê hãy chia nửa đến bao giờ thôi chưa. Về ngang qua trường cũ bông rừng thèm vu vơ, trái mê ai chia nửa đến bao giờ thôi chưa.